Lân xin chào, hỏi anh em đam mê bé chuột cho tất cả mọi người. Một ngày mới thật nhiều sức khỏe. Thì sáng hôm nay Lân vẫn tiếp tục đi thăm bé chuột cống giùm anh em ơi. Đó, sáng nay mình ra cánh đồng lúa này. Cánh đồng lúa này cũng đi với Quy nữa. Đó, thì hôm qua mình lên đây mình đặt được qua mình lên đây mình đặt được cái đám lúa này. Hôm qua mình đi trễ anh em, cho đi cân chuột về, đi cân chuột về trễ 2 giờ rồi. 2 giờ dưới mình chạy lên đây mình đặt bên cánh bên đó, bên cái đám cỏ bển được 14 cái à. Đó, còn ở đây mình quất phát một 36 cái ha. Vòng vòng khu vực này luôn em. Đó, đây thì thấy dấu chuột cơm nhiều lắm, tại hôm qua mình đi trễ quá rồi đi lên trên kia gặp đồng nghiệp nữa. Rồi thôi mình đặt ở đây hết luôn. Cài đặt cái ruộng lúa này dính con gì dính, bây giờ sáng ra không thấy đường, biết đường thăm luôn em ơi. Thôi lên trên này thăm xuống về xuống đi. Để coi có con gì không. Rồi, bữa nay chơi ruộng lúa nè ông Trọng ơi. Tôi chưa biết kết quả như thế nào nữa nè. Bây giờ lúa đã chín nè, cái này mà ông có bữa nào ông đưa tôi mượn một chàng 70 cơm của ông về, tôi đẩy phát một là con luôn. Này đặt chừng, nếu mà khu này rộng này đặt chừng 200 cái bẫy, 300 cái bẫy cũng hết nữa. Đó, lên trên kia gài lên trên kia luôn. Đồng lúa này rộng nè. Lúa này rộng mà không thấy chim. Phải có chim thì em điện anh văn chim lên cho anh văn chim. Cho anh văn chim luôn. Thôi bây giờ thì xin mời anh em cùng trải nghiệm thăm bẫy chuột nha. Đó, lên trên này thăm xuống này em ơi. Quất 36 cái luôn, hôm nay bể đầu. Nay không vô là bể đầu nha anh em. Đây tới cái đầu tiên nè, chưa biết sao. Tôi cũng học theo mấy ông, tôi đặt 10 ruộng. Rồi, rồi. Chắc luôn rồi nè em, bữa nay bể đầu chắc luôn rồi nè. Cái đầu tiên nè. Hôm qua ông Quy cũng chạy lên trên kia rồi gặp đồng nghiệp. Rồi ông ban về ông bữa đâu không biết. Tôi ban về đây. Tôi gặp đám lúa này tôi đẩy luôn. Sập vô vô vậy coi trời sao mà bả nó nhiều lắm mà sao cái nào cũng im ru hết trơn vậy chèn ơi. Hai cái anh em ơi, như chắc bể đầu thiệt quá. Hôm qua quần sao quần ở đây cái này sập không biết vô con gì đây, vô chục cơm cũng được. Trời ơi đầu đại ca ra đây nữa là quái trưởng, em nhìn thấy cục vàng tươi là bự chà bá là biết rồi. Quá trời, tính chiều nay em bắt xong chúng là chiều nay nè, anh em coi luôn. Bự bự bự. Chà bá lửa không. Thấy mấy ông kia đặt ngoài lúa ngon quá, bữa chín con được ngoài lúa nay. Đem ra lúa tịt ngồi. Ừ, cho tôi anh công nhâm. Đặt qua gần gần, đặt phải gần gần giường thì mới có ăn anh em ơi, rút kinh nghiệm đi. Đây con này cũng nhỏ à ông Trọng ơi, sao kỳ vậy, tôi đặt chuột ốm ốm không, không có bự được. Mai mốt mình sẽ lấy chuột ở trên, chuột cống nhum trên này mình chuyển về dưới, rồi mình lấy chuột dưới mình chuyển lên bên đây, trao đổi hàng hóa hai chiều luôn em ơi, đi vậy mới có ăn. Rồi anh em coi nè, sáng giờ 2, 4, 6, 7 cái bẫy mà ép gì hồi người ta ra cho mày chấm nước, nước lạnh thấy mụ nội mày nè. Nếu mà con nào ngoan thì ta cho tắm nước sôi, con nào lôi thôi thì anh cho tắm nước lạnh. Rồi bể đầu anh em ơi, còn hai cái nữa anh em ơi, thì dòng hai cái này. Ôi trời, nó đi kiểu gì. Luôn anh em coi nè, luôn nè. Đi bẫy quá. Cắn banh chành hết. Chục cơm cũng không có mà chục cống cũng không còn. Đặt cái gì đâu. Chùm kính mít, không con nào vô hết. Đây còn cái, hy vọng anh em ơi. Hy vọng dính con chục cống đây. Chục cống nha. Vô anh em ơi.
chị biết đặt ngoài ruộng được nè mà, nó có chứ không phải là không có. Đây nè, em được con phóng này nè, chị biết mà đặt bên kia được ta, mấy cái luồng kia bự bự không. Này cá, được hai con em ơi. Thì chờ đợi rồi cũng có kết quả, không biết trồng trọi mình sao. Hôm qua nó bể đầu, nay chắc mình bể đầu lại quá anh em. Hay là hôm 2 36 cái này hút chi dữ trời, hút 24 cái được rồi, còn nữa đi bắn tỉa, bắn tỉa kiếm một chục con cũng được. 6 giờ 04 trời ơi, nãy giờ mới được 3 con, mới được hết con công lan nữa. Rồi tiếp tục anh em ơi, 24 cái rồi, giờ còn có 12 cái nữa. Cái này nó luộc đi, luộc đi y như cái đường đi chợ vậy. Đi rồi, cái này vô vô con gì vậy, không nghe. Để anh em ơi, đừng con nữa anh em ơi. Có nhưng mà tay ít thôi chứ không phải là không có. Giờ mình hết hy vọng, giờ mình đi hết nổi luôn chứ hết hy vọng. Như đây buộc cái đặt đâu đây, cái gì không vô luôn em. Cái đường đi đó, nó một ngày mà nó chạy xẹt xẹt vậy đó, vậy mà đêm nó không vô. Như đặt đâu đây, cái nào cũng chống phọc. Em có luôn đi đó. Nó phải là không có đâu. 2 cái. Em gì được có 4 con à? Chưa, còn 14 cái nằm bên kia. Gì vậy? Mùi không dính luôn ghê vậy? Đồng đội bể đầu nữa rồi anh em ơi. Dạ bốc chuyển hướng được rồi đó. Banh hết rồi. Mới ở đây chuột lúa quá trời luôn mà tôi đặt không vô á. Bể sao mà đặt quá trời, nó đường đi luôn mà tôi đặt 6 30 mấy cái 7 mà không có vô con, không vô con nào luôn. Vô được con rồi, vậy đi thăm đi, tôi thăm mấy cái kia nữa rồi thôi về nhà. Còn đây trong 36 cái, còn cái cuối cùng hy vọng dính đấy. Sập anh em ơi, trời ơi, tại sao gác lên cọng lúa nữa anh em ơi. Đừng nói xẻ anh chuột cống à. Trời ơi, coi dấu nè anh em, dấu là dấu chuột cống nhâm chứ con gì. Vậy mà đặt nó không vô anh em coi, dấu con nào nó đi nè. Dạ bá lửa luôn. Thịt tình. Nó 36 cái 7 này mô. Đây. Ba sáu cái với được có 3 con. 3 con này cũng được được anh em. Nó con quỷ này nhìn thấy ghét. Duy nhất có một con chuột cơm. 36 cái dính được có 3 con em, thêm anh cống lan này với anh chuột cơm, duy nhất có 1 anh chuột cơm luôn. Ôi bể đầu anh em ơi, rồi tiếp tục anh em ơi. Ở đây còn 14 cái, đây đặt dài lắm cỏ nè, về thăm 36 cái kia lội hết nổi anh em ơi, thiệt tình luôn, buồn gia đình. Nó cái đầu tiên vô cái cho nó vô cái tật, cái trời ơi, vô cái tật là vô con chuột cơm cái này mà. Hồi này đừng đi về à, đừng đi về, đừng đi về vắng tanh luôn.
Rồi. Hai cái. Vô vô anh em ơi, vô vô anh em ơi. Đấy. Đây đừng con này nè. Ê ê ê ê ê. Sáng giờ con này nó mới thứ tư rồi nha. Con này cũng ốm anh em ơi. Đó, vậy cũng được đi. Có chồng hơn ở giá anh em ơi. Anh em ba cá dính hai con cơm con cống cũng được đi. Đây tới cái thứ tư. Trời ơi anh em ơi, đừng để im giờ mà nó không sạch luôn em. Thì mình đặt đâu mà văng dữ vậy ta, văng chi dữ vậy ta, văng đây chi dữ vậy, bốn cái luôn, bốn cái chất quốc luôn. Cái này được con con. Rồi bể đầu, bể đầu, bể đầu năm cái rồi anh em ơi. Đây đây còn tám cái, chín con nữa em ơi. Trời ơi trời, tại sao vậy, tại sao cái bẫy nó bị ngủ vậy? Sáu cái, còn bên kia mình đặt một cái nữa. Trời ơi anh em ơi, cuộc đời cắt cỏ chi không biết. Trời ơi, ủa banh chành mẹ còn gì nữa, cái bẫy mới luôn. Hôm qua thấy cỏ thấy thấy giờ sợ nó dám cắt, nó mất hết tan anh em. Đây cái có không, không sập luôn em ơi, cái luồng đi. Ừ, đây con. Đây đừng con đây nè em ơi. Đây. Nghe khe là mình mừng. Đó, sướng sướng không? Kẹt cái đuôi cho mình khỏi quay luôn. Đó, nó quay vậy nó đâu có lực ra nè. Để mình ăn tọt trên hết. Sáng thấy lạc lạc ha. Đây con cái một gì chứ. Tính dài dạng kia nguyên cuồng hết. Nè cái gút này chứ đừng để im, vô vô anh em ơi. Rồi đây đừng con nữa, con này cũng tơ. Mười bốn cái mà sao mới thăm mất mấy cái, để ra kiểm tra lại anh em ơi. Nằm cái sình nó quậy, hôm qua có một con cái gì như con quỷ luôn. Nó còn hai con mắt nó không, mảng mắt nó đen cái nữa rồi xong. Anh em nãy giờ được mấy con, hơn 14 cái này mà đặt đều 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 bãi thế nào cũng 14 cái giống vậy, 14 cái giống vậy cũng được nè. Đi quất 36 cái đi núi Tà Lân Tân luôn. Nãy gom ra coi, bảy chém hết một cái, còn bao nhiêu cái nữa. Bò này bên đây mình lặt khúc đó sáu cái qua đây đi giống dính con thế em sụp không? Trời ơi không sụp luôn em.
Thôi bây giờ cũng xin tổng kết thành quả hôm nay anh em ơi. Hôm nay xin phép anh em mình đi bệnh viện băng cái đầu lại. Này bể đầu hai thằng luôn. Anh em bể đầu hết, mình còn vớt được chút đỉnh, mình vớt được 6 con cống nhum nè. Đó, mình còn vớt được 6 con cống nhum. Em ăn chục lúa nữa là được 20 lúa. Mà nghĩ anh em coi cái clip á, đặt ngoài lúa vậy mà nó không vô chục lúa đó anh em. Mình cố tình đặt lúa luôn nhưng mà không vô. Thôi giờ clip bẫy chuột của mình tới đây cũng xin kết thúc anh em ơi. Anh em nào có nhu cầu thịt chuột, bẫy chuột đó, muốn chuột bán quán nhậu, nhà hàng gì đó, liên hệ số điện thoại mình ghim trên màn hình nha. Thôi bây giờ xin chào anh em, hẹn em những video tiếp theo nha. Ngày mai đi đặt nữa anh em ơi. Để đi bệnh viện văng cái đầu lại cái ngày mai đi đặt tiếp.